Báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Vợ bỏ đi, chồng bất ngờ trúng số 5 tỷ. Lấy nhau 20 năm, căn nhà cấp 4 của họ vẫn chưa một lần được sửa chữa ra hồn. Chỉ khi nhà bị dột thì anh trám, tường bị nứt chỗ nào thì anh tìm cách khắc phục. Vợ làm công nhân, thâm niên nên lương cũng ổn. Anh làm thợ đụng, ba hồi có việc, ba hồi không. Họ có với nhau 2 con trai, đứa 13, đứa lên 4. Chị Thủy, vợ anh, từng than về chồng. Khả năng kiếm tiền thì hạn chế, mà tính là gia trưởng, nóng nảy, chỉ có chị mới chịu nổi anh thôi. Chị không ngại chồng nghèo, chỉ ghét mấy thói xấu ấy làm tổn thương chị. Nhiều khi chị cố tìm ra mặt tốt của chồng để tự an ủi bản thân, nhưng thói gia trưởng, tính nóng nảy quá chênh lệch so với những mặt tốt. Chị đành bỏ nhà ra đi, dắt theo đứa con trai nhỏ đang cần vòng tay mẹ. Ra đi, chị nghĩ, một người gia trưởng sĩ diện như anh ấy sẽ không bao giờ đi tìm vợ về, có chăng là tìm về ký đơn ly hôn. Nhưng chị đã nhầm. Chị đi được gần 2 tháng thì chồng tìm chị về, nói là anh trúng 3 tờ vé số, sau khi trừ thuế còn hơn 5 tỷ, anh dự định sửa lại căn nhà cho hoành tráng, có chiếc bàn trang điểm nho nhỏ trong phòng như chị mơ ước, có góc học tập riêng cho các con, vợ chồng con cái không còn đùm túm ngủ chung một phòng, dù phòng ngủ có rộng tới mấy. Anh muốn chị về, hội ý cùng anh sửa nhà. Chị không ngờ chồng tử tế như vậy. Nhiều năm chung sống, anh khá thô lỗ, ích kỷ. Chị đi làm về trễ một chút là anh tra gạn, chị chi mạnh tay một chút cũng bị quở trách, chị thỉnh thoảng đưa con cái đi ăn ngoài thì bị anh rầy. Bây giờ có trong tay hơn 5 tỷ, anh dư sức tìm vợ mới trẻ đẹp, xây dựng hạnh phúc mới. Chớ người đàn bà cũ kỹ, một khi đã bỏ nhà ra đi, trong mắt anh hẳn đã tệ lắm rồi. Chị từng nghĩ chồng kêu về là thử lòng chị, nhưng chị không phải người tham phú phụ bần. Chị từ chối lời đề nghị của chồng, rằng đã ra đi là không trở về, càng không phải vì tiền mà quay về. Anh thừa hiểu vợ, tính cách chị thế nào anh biết hết. Đó là lý do anh đi tìm vợ càng sớm càng tốt. Anh bảo cũng vì hoàn cảnh khó khăn mà đâm ra tự ái, khó chịu, chứ làm chồng ai chẳng muốn vợ con sung sướng. Anh hứa sẽ thay đổi tính tình, không để vợ tổn thương lần nào nữa. Trúng 3 tờ vé số là trời thương cho anh cách để bù đắp những tháng ngày khó khăn đã qua, tạo cơ hội cho tương lai phía trước. Anh thề trân trọng những gì trời cho, quyết bằng mọi giá năn nỉ vợ về. Vợ anh, người đàn bà chịu thương chịu khó, 20 năm chia ngọt sẻ bùi, anh đâu thể vì có chút tiền mà tiếp tục dở thói gia trưởng hồ đồ với vợ. Nên đây là cơ hội để anh sửa sai. Anh thề sái cổ chỉ mới cân nhắc quay về. Ngày chị về, hàng xóm cũng có vài người đàm tiếu, đâm bị thóc, thọc bị gạo, kiểu như 2 tháng qua biết đâu bà ăn ở với thằng nào, hay là cho đi luôn, ông lo kiếm vợ khác, bà đánh hơi có mùi tiền mới chịu quay về. Họ nói vợ anh chẳng ra gì, nhưng vợ chồng thì có quyền giận nhau, người nào hiểu vợ anh như cách anh hiểu, hẳn sẽ thông cảm cho cô ấy. Chị Hà, hàng xóm sát vách, luôn là người biết rõ nội tình nhà anh chị, biết nhận định ai đúng ai sai. Chẳng phải phụ nữ bên nhau, nhưng chị là người tác động mạnh mẽ việc anh kiếm vợ về. Ở đời, chỉ cần một vài người hiểu mình như chị Hà là đủ. Và anh cũng hiểu, việc vợ anh quay về là một cố gắng của cô ấy. Vợ không phải vì tiền mà trở về. Cô ấy từng bảo, chắc vì sống trên đống tiền mà đã hạnh phúc. Kinh tế gia đình dù khá giả đến mấy, nhưng sống với nhau thiếu tôn trọng thì hạnh phúc sẽ có ngày đội nón ra đi. Trong cơn nóng giận, vợ anh từng thề một đi không trở lại. Vậy mà, vì những ngon ngọt chân tình của chồng, điều mà 20 năm chung sống anh ấy chưa từng thể hiện với chị đã siêu. Một sự siêu lòng có tính toán. Chị đã không trở về thì thôi, về là chị có quyền dự phần trong 3 tờ vé số ấy, có quyền quyết định, chia sẻ, giữ gìn số tài sản trời thương mà có. Chị còn đứa con trai lớn đang tuổi ấm ương, cần được để mắt. Các con chị cần một gia đình đủ đầy, không khiếm khuyết. Và hơn hết, chị tin chồng mình sẽ thay đổi.